Để bắt đầu tiểu mục chuyện tối nay thì chúng tôi muốn cung cấp tới quý vị và các bạn một thông tin mới. Đó là chính phủ đã ban hành nghị định 03/2017 về việc kinh doanh casino và các vấn đề liên quan. Theo đó thì người Việt Nam chính thức được tham gia chơi tại các casino một cách hợp pháp khi mà hội tụ đủ các điều kiện chặt chẽ như là phải đủ từ 21 tuổi này, có đủ năng lực hành vi dân sự này, có đủ năng lực tài chính chứng minh được là mình là có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng trở lên hoặc là thuộc diện là chịu thuế thu nhập bậc 3 trở lên. Vâng, và để có thể đưa ra được những quy định trên và được thí điểm trong 3 năm thì cơ quan chức năng đã mất đến 10 năm nghiên cứu và lấy ý kiến. Bởi lẽ những mặt trái của casino là điều mà bất kỳ ai cũng đều lo ngại nếu không có sự quản lý chặt chẽ và nghiêm minh. Vâng, từ lâu thì cha ông ta đã có câu nói đó là cờ bạc là bác thằng bần, và cho đến nay thì lời dạy đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Bao nhiêu cảnh đời tan nát, bao nhiêu gia đình đã ly tán và đã có những người mất mạng cũng chỉ vì bạc cờ bạc và nợ nần chồng chất. Và tình cảnh đó trải dài ở mọi miền, ở những người mang sẵn trong mình cái máu đỏ đen hơn thua. Và trong tiểu mục chuyện tối nay của ngày 25 tháng Chạp, khi mà Tết đang đến gần, thì chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ những câu chuyện liên quan tới việc đánh bạc, đặc biệt là chuyện vượt biên sang đánh bạc ở quốc gia biên giới Campuchia. Vâng, thưa quý vị, những năm qua thì các casino được xây dựng ở biên giới hai nước đã thu hút đông đảo người Việt Nam. Nhất là thời điểm cách đây 7 đến 8 năm được xem là thời kỳ hoàng kim. Người dân ở gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh khẳng định mỗi ngày có hàng trăm lượt xe du lịch đi về trong ngày chỉ để đưa người dân đến cửa khẩu đánh bạc. Điều gì ở bên trong các casino khiến người ta đam mê đến như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Phần lớn những người sang Campuchia đánh bài đều vượt biên trái phép. Đường mòn vượt biên giới này ở cửa khẩu Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Nó đi ngay phía sau đồn hải quan và biên phòng Việt Nam. Và khi gặp chốt canh trên đất Campuchia thì việc phải làm là dắt bộ xe qua, không cần trình báo giấy tờ. Trong mùa nước nổi, có thêm một cách nữa để vào các sòng bài trên đất Cam. Từ vùng giáp ranh thuộc tỉnh An Giang, thuê thuyền với giá 30.000 đồng một người là có thể xuyên qua biên giới. Hiếm khi nào là đi riêng lẻ, mà là từng đoàn thế này. Mỗi ngày có đến cả nghìn người Việt Nam vượt biên giới sang đánh bạc ở Campuchia mà không cơ quan chức năng nào kiểm soát. Ở mỗi casino này đều phân khu cụ thể. Sôi nổi nhất chính là trường gà. Những người nào đặt tiền nhiều nhất sẽ ngồi sát nhất với sới gà, một vị trí đẹp. Lực lượng hỗ trợ cho trường gà lên đến hàng chục người. Việc của lực lượng này là tạo không khí sôi nổi, tiếng động lớn, áp đảo và thu trả tiền cho người chơi với những khoản tiền không nhỏ. Cái này là bao tiền? Mình 500 triệu đã không đợi đấy nữa không? Đó. Yên ắng nhưng căng thẳng hơn trường gà là các sòng bài. Bởi trò cờ bạc này đòi hỏi phải có sự tính toán hơn, tính ăn thua của trò này cũng cao hơn. Trên đất Campuchia, nhưng ở đây chỉ nói tiếng Việt, vì đến gần 100% là người Việt Nam sang đây tự sát phạt nhau. Phụ nữ Việt Nam xuất hiện đông đảo. Nhiều người nghiện cờ bạc như ma túy. Họ ngồi cầu vận may, đặt số phận, tài sản của mình vào tay chủ sòng. Mặc dù đã không ít người tán gia bại sản vì bài bạc, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cho dòng người vượt biên trái phép đổ về các sòng bài vùng biên giới Campuchia ngơi nghỉ. Theo thống kê thì một trong những địa phương có số lượng người tham gia đông nhất trong việc sang Campuchia đánh bạc trong những năm vừa qua là tại Bình Dương. Với giao thông thuận lợi, thủ tục gọn nhẹ, thường thì người ta sẽ thuê rủ nhau để thuê xe du lịch đi đánh bạc và đi về trong ngày. Tuy nhiên thì cũng chính ở Bình Dương thì không ít người đã bị giữ lại vì thua bạc mà không có tiền để trả nợ. Và số tiền có khi chỉ là vài chục triệu đồng nhưng có khi cũng lên tới cả trăm triệu đồng. Vâng, tôi được biết rằng là đã có một số trường hợp đã bị cắt ngón tay để gửi về nhà ở Bình Dương hoặc là hăm dọa, uy hiếp, đòi tiền mới trả người. Và dĩ nhiên là người thân thì đã phải sang tận Campuchia để nộp tiền và chuộc những con bạc này về.
Trong hàng chục chuyến đi chụp người như thế thì thường có sự có mặt của một nhóm các anh em trong đội hiệp sĩ Bình Dương. Họ được nhờ đi theo để bảo vệ số tiền cũng như là bảo vệ các con bạc trên đường từ Campuchia trở về Việt Nam một cách an toàn. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với một người đã trực tiếp hộ tống hàng chục người như vậy. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đó là cái hành trình làm thế nào để qua được các casino tại khu vực vùng biên của Campuchia và Việt Nam. Tuy nhiên có rất nhiều người đã từng qua đấy và không thể trở về mà phải nhờ đến một sự hỗ trợ từ rất nhiều người khác. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Thanh Hải, là một người trong đội hiệp sĩ của tỉnh Bình Dương, người đã trực tiếp tham gia giải cứu không ít những con bạc của tỉnh Bình Dương tham gia đánh bạc ở trong các casino của Campuchia và sau đó bị giữ lại. Thậm chí có những người đã từng bị gửi một phần cơ thể của mình như là ngón tay, ngón chân để gửi về để làm tin cho gia đình. Làm thế nào để chúng ta biết là có những cái thông tin, có những cái người đã bị giữ lại ở bên Campuchia ạ? Gần đây thì có giải cứu một người ở tỉnh Bình Dương đánh bạc ở bên Campuchia là thiếu 80 triệu bị nhốt trong đó. Thì nói chung là bị hâm điện thoại về gia đình, hâm là sẽ cắt ngón tay, ngón chân, kháo khớp này kia. Thì ở gia đình thì đem số tiền lớn qua bên Campuchia thì sợ bị cướp này kia. Thì nhờ nhóm anh em sĩ của chúng tôi đem qua bển để đưa người về đến Việt Nam. Thì chính tôi là chứng kiến cho anh em ngồi ở bên cửa khẩu một bài. Tôi thì đi theo với người nhà đem số tiền qua bển. Tôi với người nhà đến ngay ngồi cái bàn ăn xong à. Cái chỗ mà ăn uống ngồi chờ thì đem người nhà từ trên lầu xuống. Nhưng mà trước khi đem xuống thì phải đếm số tiền, có đủ số tiền mới đem xuống. Để đủ số tiền xong rồi thì mới điện thoại kêu người bị bắt trong đó, bị nhốt đó, đem đưa về cửa khẩu Việt Nam là bảo vệ. Từ ở bên Campuchia về đến Bình Dương. Thì cái lúc mà mình qua cùng với người nhà qua cái sòng bạc ở Campuchia đấy, không gian thế nào ạ? Không khí ở trong đó là nói chung là ban đêm cũng như ban ngày. Chúng ở bên đó là y như mình qua bên là y như một cái thiên đàng. Đánh bạc thì có người đem hô muốn gì, muốn nước thì đem nước, kêu nước có nước, muốn đồ ăn có người đem đồ ăn đến, dăng đến miệng. Đã qua đấy không chỉ là một lần thì anh có thể nhìn thấy là trong đấy thì có đông người Việt Nam hay không? Nói chung là bên bển là đa số là người Việt Nam nhiều. 70% là người Việt Nam, 30% là người dân các nơi, nó thẳng là vậy. Người Việt Nam mình thì nó nước da nó trắng tẻo này kia. Còn nước da người Campuchia thì nó đen, nó ngâm. Nhưng mà người đa số là người Việt Nam nhiều. Sòng bài bên hiện giờ sòng bài ở bên Campuchia là người Việt Nam nhiều hết. Người có bách bo thì qua đàng hoàng. Còn người không bách bo thì qua bản là có dịch vụ. Xe ôm đưa qua đường chui, đường ruộng thì cái đường đi là nó cũng mấy cây số. Nhưng mà đi cũng khó khăn, đường khó khăn lắm. Nhưng mà có người Campuchia rồi họ ghét nhưng mà đưa tiền là qua được tiền rồi. Làm sao mấy người xe ôm biết mình qua đấy để đánh bạc ạ? Mình vừa qua đến cửa khẩu một bài là có người hỏi đi qua đánh bài, qua đến cửa khẩu chơi, qua đến casino chơi, qua casino chơi. Nó mồi chạy, nó làm anh qua đánh chơi thì tôi không cần lấy tiền anh hết. Nói chung là không có đưa đồng nào, xe ôm là không có đưa nào, nó là ở bên sòng bài cho hết rồi. Chúng ta chỉ cần một cái chứng minh thư, chứng minh thư đúng rồi. Và một cái nhu cầu là cần được đánh bạc. Cần đánh bạc là nó cho qua hết. Không bao giờ thắng dễ dàng đâu. Mình thua thì có chứ. Thắng gì đem về 3.000 đô về là nói chung là cũng bị bắt. Đem về nó cũng có người báo này kia. Nói chung có người báo là nói thằng này mới đem mấy chục ngàn đô về mới ăn bài kia. Cũng bị bắt, báo bị bắt. Anh ơi, như vậy thì giữa cái casino của Campuchia ấy thì nó sẽ có bao giờ có những cái chỗ mà cho người chủ vay nặng lãi họ đặt sẵn trong đấy không? Người chủ vay nặng lãi là người Việt Nam mình không à. Người Việt Nam mình qua không chứ không ai hết. Nói chung là họ qua bên sẵn. Họ thấy ai mà đánh bài, họ xem lý lịch coi người này ở nhà có khá giả, có giàu có này kia là họ mới chóp cho cây mượn tiền để đánh để xong rồi điện về nhà hăm dọa để bán nhà, bán cửa, cầm nhà, cầm cửa để đi qua chuột. Chúng ta đã làm rất là nhiều vụ như thế rồi thì anh có thấy là có cái sự chuyển biến nào trong cái tâm lý của những cái con bạc người Việt Nam mà qua Campuchia và bị thua bạc như thế không? Nói chung là tâm lý của mấy người mà thu bạc, nói chung là lúc đầu bị nhốt thì đưa đem về thì vui, mà lúc đầu mà bị chưa nhốt bệnh thì qua mình thấy người nào cũng buồn, hiu buồn so này kia hết. Đó, hay dù mà thấy mình đưa về đến Việt Nam, rồi cửa khẩu Việt Nam rồi, thấy vui, mừng, hớn hở này kia. Nhưng mà sau giờ thời gian xong rồi cũng qua nữa.
ghiền cái máu cờ bạc ghiền rồi, không bỏ được. Y như là xì ke mà đã hồi nghiện rồi là không giờ bỏ được. Với người bị cờ đánh cờ bạc nó cũng tự nguyện nó tháo khớp để ở nhà biết. Người nhà sợ thì bị giết thì người nhà bắt buộc phải chạy cày mượn dây nóng đem qua trả thôi chứ. Cái người mà bị giữ ở bên đấy có bao giờ họ kể lại là trong quá trình mà bị giữ họ được đối xử như thế nào không? Lúc đầu người ta đối xử ngon lành lắm, lúc đầu xử. Nhưng mà để càng lâu thì người ta phải đối xử bằng dùng phương pháp mạnh thôi. Tháo khớp tay, khớp chân đem về cho người nhà sợ, để người nhà bắt buộc phải chạy tiền sợ con em mình bị giết chết này kia, đem qua biên giới bán thẳng này kia cũng sợ, nên người ta phải bắt buộc người ta phải chạy tiền phải để chuộc ông em mình về. Trong tất cả những cái vụ anh từng tham gia thì cái việc trao trả nó diễn ra ngay trong casino hay ở một vị trí nào khác? Như chứng kiến là tại casino, chứ còn trao trả mà ở bên cửa khẩu thì tôi chưa thấy. Nói chứ nhiều người Việt Nam mình hầu chứ là ghiền thôi, ghiền bài, ghiền bạc thôi. Với máu ăn thua thôi chứ là mới là đổ nợ thôi. Hiện giờ mấy người mà đánh bài bạc từ nào qua đây là ở nhà là tan nang, vợ con nét cửa này kia. Tôi đi ngang qua cái cầu đó là người dân đặt là cầu xóa nợ, ở bên Tây Ninh kêu cầu xóa nợ. Nói chung là có nhiều người họ cũng nhảy xuống cầu nó nhiều lắm rồi đó. Cùng một nguyên nhân là thua bài thua bạc thôi. Nói chung cái chính là mình tại mình thôi, mình ham mê cờ bạc thôi chứ đừng có nghĩ là bên Campuchia là đánh cờ nhiều một lần. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh. Vâng, những hệ lụy từ việc vượt biên đánh bạc có lẽ đã không còn là mới nữa rồi, và rất có thể vào chính thời điểm này thì vẫn còn nhiều người chưa thể về ăn Tết cùng với gia đình vì thua nợ. Và trên cung đường ở các tỉnh biên giới Tây Nam vẫn còn hàng chục chuyến xe mỗi ngày đưa cả nghìn người đi đánh bạc. Điều đó chứng tỏ rằng là nhu cầu đánh bạc là rất lớn. Và liệu rằng việc cấp phép cho người Việt vào các casino trên lãnh thổ có phải là cách điều tiết giảm thiểu tình trạng mà chúng tôi vừa phản ánh hay không? Vâng, việc người Việt chính thức vào casino sẽ được thí điểm trong 3 năm. Hiện nay thì nước ta có 7 casino được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên người chơi chủ yếu là người nước ngoài. Khi đưa vào thí điểm thì chắc chắn là sẽ phát sinh những khó khăn trong quản lý và bi kịch với những người mê cờ bạc thì vẫn còn ở đó. Và trong những ngày giáp Tết thì chúng tôi cũng hy vọng là mỗi gia đình khi mà mỗi người khi mà đánh bài thì dù với mục đích là vui vẻ cũng cần tiết chế, tránh chơi bài trước mặt trẻ con, vì rất có thể thì chúng ta sẽ không muốn nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của chúng rằng là bài bạc cũng là một chuyện bình thường.